Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vino đã hết lộng hành. Ngày 15 tháng 10, Facebooker Chu Hồng Quý đặt câu hỏi trên trang cá nhân của mình. Vingroup đã hết tiền chi cho lực lượng truyền thông cỏ. Thời báo chấm d giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Truyền thông cỏ của Vingroup là một lực lượng du kích đánh lén mà dân gian quen miệng gọi là Vino. Đó có thể là cán bộ nhân viên trong tập đoàn Vingroup, hay là khách hàng, đối tác tin cậy của Vin, cũng có thể là những người yêu nước bằng tình cảm cuồng loạn u mê. Hình ảnh status trên Facebook của tác giả Chu Hồng Quý. Cách đây vài năm, khi tôi đăng loạt bài viết để vạch trần canh bạc đốt tiền của Vingroup bằng kế hoạch đầu tư xe điện VinFast ở Singapore, thực sự chỉ là hình thức chuyển tiền ra nước ngoài theo kế hoạch tàu chìm chuột chạy. Cũng như các bài viết của tôi để chứng minh xe VinFast là xe Singapore lắp ráp linh kiện hàng chở từ Tàu Mau, rồi cả những bài viết chỉ rõ số lượng xe VinFast bán ra mà họ công bố là khai khống, bịp bợm. Mặc dù tất cả các bài viết đều đầy đủ chứng cứ thuyết phục mà không ai có thể cãi lại câu nào, nhưng lực lượng truyền thông cỏ của Vin vẫn lao vào chửi bới, mắng nhiếc vô căn cứ, không lý lẽ phản bác, và thả hàng trăm phẫn nộ vào mỗi bài viết như thế. Còn ngày nay, khi cách đây vài hôm, tôi đăng một bài viết về lỗi của xe VinFast. Trong bài viết này có 356.902 lượt xem bài viết, 652 chia sẻ và 3.142 thả cảm xúc. Với bài viết thì chỉ có 5 người thả phẫn nộ, còn lại hàng ngàn người khác thả like, thả tim hay mặt cười. Hình ảnh anh Đặng Nguyên Long, người đòi đốt xe VinFast và thư ngỏ trả lời của VinFast. Trong 1.470 bình luận ở bài viết này thì chỉ chưa tới vài chục người ủng hộ Vin, tính ra là khoảng 1%. Trong đó có một bình luận đáng giá nhất của một ông em đại gia là bạn bè thân thiết, CEO của một tập đoàn lớn. Em tôi nói một câu ngắn gọn, súc tích, đầy tính biện chứng Marxist Lenin. Người còn đủ thứ lỗi, ốm đau, tật nguyền nữa chớ là xe. Đây là comment duy nhất có lý trong số ít ỏi các bình luận có cảm tình với Vin. Em tôi quá thông minh. Phải chăng là Vin đã hết tiền trả cho lực lượng tuyên truyền viên hay họ thay đổi phương thức truyền thông? Giờ cũng không thấy họ mét công an nữa. Khi Vingroup hết tiền, kế hoạch chuyển tiền ra nước ngoài càng diễn ra ráo riết hơn. Việc huy động 8.000 tỷ đồng trái phiếu qua 3 đợt trót lọt để cung cấp cho VinFast Singapore nằm trong kế hoạch chuyển tiền đó. Khi nghiên cứu các vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử, ta thấy những gì mà Vingroup làm hôm nay chẳng khác gì các hoạt động của các phù thủy tài chính vài chục năm về trước. Hình ảnh hàng ngàn xe VinFast nằm ở bãi California, Mỹ vì không bán được. Chúng ta đi sau thế giới hàng trăm năm. Đó là cơ hội để tiếp thu kinh nghiệm từ nhân loại. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thằng hầu theo sau xe ngựa của một lão nhà giàu hà tiện. Bình luận dưới bài viết này, Nick Nguyễn Cao Cường cho rằng chuẩn rồi, ni lông phong bạc cho nhà nát, nhà nước, đổi lại bằng đất đai. Vịnh Vương, Vượng Vinh cũng là con cáo khi biết không thể sống mãi với chú phỉnh, chính phủ. Mang 100 triệu đô về sau 20 năm có 2 tỏi, là con buôn đẳng cấp rồi. Cũng ở phần bình luận, tác giả đưa ra thêm nhận xét cho rằng VinFast có vua chống lưng, nhưng vua không có khả năng tác động đến quyết định mua xe của khách hàng. Dư luận đánh giá về VinFast trên các nền tảng mạng xã hội là một trong những cơ sở để người có tiền quyết định mua hay không mua xe VinFast. Được biết, VinFast đã liên tục báo lỗ từ khi thành lập vào năm 2017 đến nay. Năm 2023, VinFast báo cáo lỗ ròng là 18.300 tỷ đồng, xấp xỉ 2,4 tỷ USD. Trong báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 vừa qua, VinFast thừa nhận lỗ gộp lên đến 224 triệu USD, biên độ lợi nhuận gộp âm lên đến 62,7%. Quản lý nhà nước ôm đờm và chồng chéo nhưng không hiệu quả. Ngày 13 tháng 10, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận Nghìn mắt, nghìn tay của blogger Nguyễn Nhân. Tác giả cho biết cuối tháng 8 năm 2024, Thành ủy Hà Nội ban hành một chỉ thị rất cảm động lòng người. Nội dung:
là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tình hình mới ở đây được giải thích là tuy trong nhiều năm qua, các cấp đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện bằng nhiều giải pháp cấp bách, nhưng vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế, cho nên hệ quả là phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng. Hình ảnh bài bình luận của blogger Nguyễn Nhân trên AFA. Nhưng tác giả đánh giá, theo quy định của pháp luật, chính phủ từ lâu đã có hẳn một bộ máy quản lý an toàn thực phẩm vô cùng dày đặc, theo chiều dọc lẫn chiều ngang, từ trung ương đến tận cấp huyện thị. Nếu bộ máy quá tải hoặc gặp khó khăn trong công việc, thì trách nhiệm giải quyết cao nhất chính là chính phủ. Chính phủ có thể thành lập thêm đơn vị, thêm người, thêm tiền, thêm quyền để bộ máy này hoạt động hiệu quả hơn. Nếu họ tắc trách, vi phạm, tham ô thì đã có pháp luật xử lý. Tác giả nêu vấn đề, vậy cớ gì phải có thêm một bộ máy thứ hai, đồ sộ không kém là đảng. Chỉ để làm việc lãnh đạo, chỉ đạo, đốc thúc, bộ máy đồ sộ thứ nhất là việc. Tác giả cũng nêu một vụ việc khác, đó là một ông cựu bí thư của một tỉnh cách Hà Nội khá nhiều km, ngay ở trên mảnh đất được mang một cái tên anh hùng trong thời kháng chiến. Đất Đồng Khởi, Bến Tre, bị phát giác ăn hối lộ một cách ổn định, bền vững, năm sau cao hơn năm trước, khiến dư luận chấn động. Tác giả nhắc lại theo báo chí Việt Nam, theo đó từ năm 2018 khi ông Lê Đức Thọ còn là tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng VietinBank, thì công ty Xuyên Việt Oil đã liên tiếp hối lộ cho ông Thọ rất nhiều tiền và nhiều hiện vật đắt tiền để được các ưu đãi trong vay vốn hay phân bổ dự án có vốn nhà nước. Tác giả cũng nhắc đến một vụ làm ăn khác vào năm 2021 khi giấy phép kinh doanh xăng dầu hết hạn nhưng không đủ điều kiện để được cấp lại. Xuyên Việt Oil thông qua Nguyễn Lộc An, vụ phó vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, nhờ cấp trên của An giúp đỡ. Theo cáo trạng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã giới thiệu cho Xuyên Việt Oil gặp ông Hoàng Anh Tuấn, vụ phó vụ thị trường trong nước, và chỉ đạo vụ này giúp đỡ cho doanh nghiệp. Tác giả liệt kê các quan chức tham nhũng khác trong vụ nâng khống giá que test COVID-19 có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ Trịnh Thanh Hùng, cựu trợ lý phó thủ tướng Nguyễn Văn Trịnh, hình ảnh cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tác giả, sinh thời, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng liên tục khẩn thiết kêu gọi trách nhiệm làm gương của đảng viên, cán bộ lãnh đạo. Nhưng mặc cho nhiều năm đốt lò rừng rực, trong tất cả các vụ tham nhũng quy mô khủng khiếp đều có sự cấu kết chặt chẽ giữa rất nhiều ngành, nhiều cấp bậc, nhiều người. Trái lại, tác giả nhận xét, thực tế các cán bộ đảng viên lãnh đạo đã không còn có tự trọng, không còn xem hối lộ là phạm tội. Từ rất lâu rồi, họ xem tham nhũng mới chính là đạo lý, là trách nhiệm, là nghĩa vụ với bản thân và gia đình. Nếu bị bắt đi tù thì cũng chỉ như một chuyến nghỉ dưỡng. Cuối cùng, tác giả kết luận, nếu cơ quan các cấp tập trung lo rửa sạch mắt mũi chân tay, đừng đam mê tăng cường chỉ đạo như nghìn mắt, nghìn tay, thì chắc không có chuyện sợ đâu là thấy ổ ghẻ đó, như chuyến bay giải cứu, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm, kit test COVID-19, nhóm tướng lĩnh cảnh sát biển, và bế vào tù hàng ngàn tinh hoa của đảng, trụ cột của đất nước như đã diễn ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Quản lý nhà nước ôm đờm và chồng chéo nhưng không hiệu quả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.